Rồi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Thắng Bạch Cơ ha. Thì hôm nay thì mình cũng theo yêu cầu của anh em thì mình lại tiếp tục lên sóng cho anh em một cái mẫu xe Kawasaki Z300 cho anh em tham khảo ha. Thì dòng Z300 đợt này thì cũng có giảm giá rất là mạnh luôn, giá cực kỳ dễ thương luôn ha, cho anh em tham khảo này. Đấy, giá hôm nay thì giá chỉ còn khoảng 72 ha, 72 mới lắm thì khoảng 78 triệu thôi ha. Đấy. Thì cái giá này thì với 72 đến 78 triệu anh em có thể là sở hữu được một em như là cái dòng Yamaha, như là dòng XR155 cũng trên 70 triệu ha. Đấy. Với lòng CB150 thì nó cũng trên 80 triệu, tầm trên 80 triệu cơ ha. Thì hôm nay thì R3 thì một Kawasaki Z3 thì đợt này thì giá nó có dễ thương rồi, giá rất là mềm rồi cho anh em mà đang một tính mua một chiếc động cơ hai máy này, đó, có hệ thống ABS trước sau, đấy, chính hãng của Kawasaki Nhật Bản ha, thì mình có thể là tham khảo chiếc xe này ha, đấy, mình thấy là cái giá này thì có dễ thương luôn, đó, với một số tiền này thì mình mua cái dòng xe này thì có ok nếu anh em mà đang thích cái mẫu Nextbike ha, còn mẫu Sport như dòng của Ninja thì nó cũng ngang ngang giá với dòng Z3 thôi ha, đây anh em mà tùy cái nhu cầu của anh em ha. Anh em thích xe boss thì mình có thể là tham khảo cái dòng Ninja, hoặc là anh em thích cái dòng Nextbike ha thì có thể mình tham khảo cái mẫu Z300 này ha. Thì đầu video báo giá thì mình sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng ha. Thì hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng của anh Phong Mô Tô, thì cửa hàng Phong Mô Tô thì nằm ở địa chỉ là 64 Nguyễn Chi Phương, khu phố Bình Minh 2, thị An Bình Dương nhé. Và số điện thoại cửa hàng là 092 770 và TQ8 nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe mọi miền Tổ quốc anh em nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ đi báo giá một lượt để anh em tham khảo cái giá xe hiện tại và tình trạng của dòng xe nhé. Còn anh em đang xem nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review báo giá các loại xe khác cho anh em ha. Rồi, chiếc đầu tiên, con này biển 68 nhá, 2017 anh em nhé. Đấy. Và giá hiện tại thì con này thì cửa hàng đang bán là 77 triệu nhá, xe zin nguyên bản luôn, bô zin, đuôi zin. Đó, mọi chi tiết thì đều nguyên bản theo xe. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn. Cái dòng xe này thì cửa hàng thì đều bảo hành cho em là máy móc 6 tháng nhé. Đó, máy móc 6 tháng bao rút hồ sơ cho anh em nếu anh em cần rút hồ sơ ha. Đấy, ok. Thì anh em mua xe thì cửa hàng thì có tặng nhớt tặng nón khi anh em mua xe nữa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ xem ô đô và nổ máy cho anh em nghe tiếng máy ha. Nói chung là qua cái mic thì chắc anh em không thể nghe rõ là tiếng máy đâu ha, nên mà anh em ở gần mình có thể là mình đến trực tiếp để xem xe ha. Rồi, ok, con này thì mới đi hơn 6.000 cây thôi. Đấy, máy móc thì bao thì thầm rồi ha, anh em cứ yên tâm là cửa hàng thì bao ô đô cho anh em chuẩn luôn. Đấy, xe thì đẹp lên keng anh em ạ. Máy móc có ok luôn. Động cơ hai máy này, ABS trước sau này, xe có lướt luôn. Nhưng là xe anh em nào thích cái dòng Next thì mình có thể là mua chiếc xe này khá có giá là có hợp lý luôn ha. Đó. Đấy, Z300. Đấy. Rồi, ok. Thì chiếc thứ hai thì chiếc này thì có lên cái bô ha, lên cái bô AK, lên chống đổ này, lên gác chân sau CNC. Và con này đăng ký 2016 biển thành phố nhé, biển 59 anh em nhé. Đấy. Thì giá con này thì cửa hàng đang bán với giá là 72 triệu 900 ha. 2016. Biển thành phố luôn. Bây giờ mình sẽ xem ô đô và nổ máy cho anh em nghe tiếng máy của dòng xe này nhé. Đây. Ô đô thì con này đi 21.000 rồi ha, 21.000 cây. 21.000 cây rồi. Đây mình sẽ nổ máy cho em nghe tiếng máy của con này ha. 21.000 cây nhé. Đó, bô này nghe nổ rất lực luôn. Đó, cái dòng xe này thì được khá nhiều anh em chơi dòng xe này đánh giá là máy móc là rất là bền anh em nhé, ít bị hư vặt ha. Đấy. Rồi chiếc tiếp theo nữa luôn, chiếc này thì có lên một cái bô giống như bô AK này, đuôi sau vẫn là đuôi zin nhé.
Đó, có lên chống đổ thôi. Con này thì cửa hàng đang bán là 78 triệu 2017 nhé, biển số thành phố nhé, biển 59 nha anh em nhé. Đấy. Cái dòng Z3 thì đầu đèn thì nó rất giống cái dòng Z8 ha. Đó, rất giống dòng Z8. Kỳ hầm hố đẹp ha. Đó. Chưa bao giờ mở dòng 300 phân khúc 300cc của dòng Kawasaki mà nó giảm giá như hiện nay anh em ạ. Con này đi 9.000. Đi 9.000 cây ha. Máy móc cực kỳ êm luôn. Ok ha. Đó. 78 triệu. Rồi, ok. Rồi, cái bên này thì cũng là một em Z3, con này thì đuôi zin bô zin, biển Sài Gòn luôn, biển 59 nhá. Con này 2018, giá con này thì cửa hàng đang bán với giá là 78 triệu nhá. Biển Sài Gòn luôn. Con này thì tình trạng xe còn rất là mới anh ạ. Đó, mình sẽ xem ô tô con này cho anh em ha. Đây, chiếc này thì có lên cái gù nâng ghi đông nhá. Ô tô thì con này đi 23.000 cây. Đó. Nói chung là xe cũng tùy chất xe anh em nhé. Tùy chất xe mà cái giá cả nó sẽ khác nhau ha. Đó. Tuy là một số cái mẫu xe mà nó đi hơn 20.000. Con này thì đi nhiều hơn con mình kia một chút xíu. Nhưng mà xe con này thì được chủ xe chăm chút rất là kỹ luôn. Xe rất là mới nhé. Đó. Nên mà giá sẽ cao hơn chút xíu ha. Đó, ok anh em nhé. Máy móc quá ok luôn. Rồi, tiếp theo nữa luôn thì con này có giúp hồ sơ sẵn rồi anh em này. Con này chỉ lên một cái chống đổ thôi. Với lại kính chắn gió ha. Giá con này thì cửa hàng cũng đang bán là 72 triệu 2016 nhá. 2016 thì có rút hồ sơ sẵn rồi ha. Đấy, rút hồ sơ sẵn rồi anh em nhé. Đấy. Đấy, máy móc sạch đẹp anh em ạ. Có ok luôn ha. Đĩa thì có chưa có bị dấu hiệu sọc mòn nhiều. Đấy, bình xăng này thì mình thấy là đây có bọc keo à. Đó. Có bọc keo ha. Ô đô con này xem nào. Ô đô thì con này đi 17.000 cây ha. Đi 17.000 cây rồi. Đó. 17.000 cây ha. Z300. Đấy, bọc keo ấy rồi mà. Đó. Máy móc quá thì thầm. 17.000 cây thôi. Ha. Bao thì thầm luôn. Ha. Đó, 72 triệu ha. Rồi, kế bên này thì cũng còn một chiếc nữa ha. Con này thì hồ sơ rút sẵn này. Đấy, hồ sơ rút sẵn 2016 nhá. Đấy. Giá cũng chỉ còn 72 triệu ha. Hồ sơ rút sẵn rồi. Bô zin đuôi zin lên chống đổ này. Xem ô đô con này xem bao nhiêu rồi ha. Con này thì ô đô là 8.000 nhé. 8.412 cây. Đi hơn 8.000 cây. Đi hơn 8.000 cây. Đấy. Đã rút hồ sơ rồi. Đấy, anh em mà cần một chiếc rút hồ sơ rồi thì mình có thể tham khảo ha. Hôm nay thì có 2-3 chiếc rút hồ sơ rồi ha. Đó. Đấy. Rồi ok. Thì hiện tại thì dòng Z3 thì giá sẽ từ 72 đến 78 triệu anh em nhé. Đấy, cửa hàng thì có bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Bảo hành máy móc là 6 tháng nhé. Đấy, có ship siêu mọi miền tổ quốc luôn. Hỗ trợ trả góp anh em nhé. Ngoài cái dòng xe này thì cửa hàng thì có rất nhiều mẫu xe khác em nhé, từ 125 đến 1000cc. Anh em muốn biết thông tin giá các dòng xe khác thì mình có thể liên hệ Zalo hoặc là có thể là comment bên dưới video này.
À, mình sẽ quay và báo giá chi tiết cho anh em hơn ha. Đấy. Rồi cuối video thì mình sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng ha. À, địa chỉ cửa hàng. À, mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, nằm địa chỉ là 64 Nguyễn Chư Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương ha. Và số điện thoại cửa hàng là 092770488 anh em nhé. Để cửa hàng có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe mọi miền Tổ quốc nhé. À, anh em mà đam mê cái mẫu xe nào muốn mình quay chi tiết hoặc báo giá mẫu xe nào thì cứ mạnh dạn comment bên dưới nhé. À, còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo ha. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình ha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.